con máy rửa bát 8 bộ. Cho đến hiện tại, đến hết năm 2021 là tôi vẫn chưa tìm được con nào tốt hơn. Khẳng định là như vậy. Máy rửa bát 8 bộ Speller model SP08UOZ. Đây. Model này. Các bạn tham khảo nhé. Con máy rửa bát này thì có thể lắp âm tủ hoặc là lắp độc lập đều được. Mặt kính cường lực màu đen thì rất là sang trọng. Đây. Tôi mở bên trong này. Cũng cấu tạo như cấu tạo cơ bản thì nó giống các cái máy rửa bát khác trên thị trường. Đấy. Đây có hai dàn rửa này. Một dàn trên để những cái đồ nhỏ như bát con, bát ăn cơm này. Bát ăn cơm, những cái đĩa nhỏ đấy. Bên dàn bên dưới là có thể để ly cốc, đũa, thìa, dĩa, son, nồi chảo. Công suất rửa khai báo của nhà sản xuất là 88 bộ bát đĩa theo tiêu chuẩn của châu Âu. Nhưng mà với gia đình Việt Nam thì một mâm cơm thì nó tương đương với khoảng 1 đến 2 mâm cơm. Bát con thì rửa được rất nhiều. Nhưng mà xong nồi thì bên chỗ này chắc được khoảng 3 đến 4 cái xong nồi. Xong nồi chảo. Có 3 vòi phun các bạn nhé. 3 vòi phun rất là một này, cái trắng ở trên cùng này. Đây này, tay phun là tầng thứ 2 này. Bên dưới này, tay phun tầng cuối cùng này. Đây là vẫn có cái khay để cho muối vào này. Khay lọc dầu mỡ này. Đây là viên rửa bát này. Đây là dầu bóng này. Đấy. Dầu này các bạn có thể lôi ra ngoài nhé. Nhưng hiện tại thì nó đang vướng cái tôi chưa kịp lôi ra. Những cái này thì nó có quen thuộc rồi nên là chắc cũng không cần nói về sâu. Thì tôi sẽ nói về cái mặt điều khiển của nó nhé. Sẽ có 5 phím bấm chính. Đấy. Phím bật tắt này. Chọn chương trình rửa này. Để chọn chế độ tăng cường này. Phím hẹn giờ này. Phím tạm dừng hoặc là bắt đầu. Đấy. Nếu mình giữ cái phím hẹn giờ này 3 giây thì sẽ là khóa bàn phím. Máy này thì có bao gồm 7 chương trình rửa và 2 chương trình tăng cường. 2 chương trình tăng cường là sấy tăng cường và rửa với lại nhiệt độ cao. Con máy này thì rất đặc biệt là có cái chế độ rửa hoa quả. Rửa hoa quả, ly cốc và bình sữa. Có sục ozone này. Có công nghệ diệt khuẩn bằng sóng siêu âm ultrasonic này. Có tính năng tích hợp đèn UV diệt khuẩn. Ba cái tính năng đấy là rất là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Cực kỳ dễ sử dụng. Đây, các bạn có thể ngắm qua một lần này. Riêng về dòng 8 bộ thì tôi tự tin là chưa thấy model nào chưa cổ của một hãng nào mà vượt qua được con Speller này, cả về hình thức lẫn chất lượng khi sử dụng rất là chắc chắn, mở cửa rất chắc chắn, đóng vào sạch. Chỉ trên dưới 10 triệu thôi. Các bạn cần tham khảo thêm thông tin gì thì có thể inbox vào bên dưới nhé.